thuốc, mai mùi hút thuốc. Hello anh em có biết tôi chuẩn bị làm gì không? Tôi chuẩn bị kéo tay với ma xương trắng này nè. Nó chê tôi suy dinh dưỡng trong khi nhìn nó kìa. Trời, nguyên bộ xương luôn. Đó, anh em dự đoán thử coi tôi với ma xương trắng thằng nào sẽ là thằng chiến thắng nha. Đúng như vậy. Rồi đúng không? Bây giờ tôi với nó sẽ bắt đầu thi đấu nha anh em. Sao mà mày thắng được tao, Tobi không tình yêu? Để tao chống mắt lên xem mày làm được những gì. Trời ơi, hai thằng quần này nó không kéo đứng đi. Cãi lộn nửa tiếng rồi đó. Rồi chưa, vô nha. 1, 2, 3. Cố lên, hai thằng quần này cố lên đi, kéo mạnh lên. Đúng rồi, kéo qua đi. Hơi không biết cái lũ này chừng nào nó mới lớn này. Tập tạ cho có sức khỏe dẻo dai coi. Ơi, mình nâng tạ có 500kg à. Bây giờ tay chân của mình nè à. Trời ơi, một xíu gì không ai kéo tay với mình chơi ta. Kéo đi. Gì á? Vậy đang kéo tay mà bị điên hả? Kệ, mày nhìn bên kia kìa. Quái vợ cù đâu? Trời ơi, không ai gạ kèo kéo tay chân buồn ghê ta. Tụi bay nhỉnh gì? Hồi đó giờ tụi bay chưa thấy người đẹp trai sáu múi như tao hả? Đấm cho thẳng phát vợ. Mày có công mài sắc, có ngày tao đấm tụi bay á. Không cần phải nhìn tao vậy đâu, tao biết tao đẹp trai rồi. Tụi bay làm tao ngại quá đi đó hả? Em rất là chào thầy. Gọi gì đây? Thằng này nó ăn nhầm gì mà bữa nay nó ngáo ngáo khùng khùng vậy trời. Trời ơi, mấy đứa này giờ nó có hiểu thiệt. Hơi đâu mà chấp nhất mấy đứa trẻ trâu. Còn mấy đứa này nữa đứng đây làm gì không về chỗ đi. Thôi là tôi mời phụ huynh từng đứa một giờ á. Biết giờ này là mấy giờ chưa mà không ổn định chỗ ngồi đi hả hả? Tụ tập lại cái coi phim heo thế giới động vật à. Mấy cái đứa này nó làm sao đâu á. Rồi bây giờ thì điểm danh nè ha. Bên này 4 đứa đủ rồi nè ha. Bên này 4 đứa cũng đủ luôn. Ủa? Cái gì vậy ta? Nãy gì vậy? Rồi cái thằng đó làm gì mà nó bị gì? Nó đứng nó giang hai tay ra hoài với mấy đứa. Thầy nhớ là thầy đâu có phạt nó đâu ta. Mà nó đứng cái tướng gì kỳ vậy? Thích vậy đó. Chịu không chịu thì thôi. Rồi bó tay chấm cơm thằng này rồi mấy đứa ơi. Em biết nó sao, thầy nó tập gym nó khỏe quá trời luôn. Thầy còn em không tập gym nè, nhìn nè, cái tay em có con chuột hamster nè. Đó thầy thấy chưa, nên em đâu dám kiếm chuyện với ai đâu. Còn nó giờ nó dữ rồi, nó kiếm chuyện cả xã hội luôn á. Tập gym để khỏe, để kiếm chuyện với cả xã hội luôn hả? Gì kỳ vậy, mới nghe lần đầu tiên luôn á. Thôi mà nói chung là tập gym là nó tốt đó mấy đứa, giúp cho sức khỏe. Đứa nào muốn đi tập gym không, thầy dẫn đi tập gym nè. Để mình có sáu múi mình giữ hơn nó luôn mấy đứa ơi. Rồi thì buổi học hôm nay của chúng ta sẽ là buổi học tập gym. Đó mấy em chờ thầy xíu nha, thầy đi về thầy bán nhà xong thầy mở phòng tập cho mấy em tập free nha. Đó vì một tương lai siêu to khổng lồ sáu múi nên chúng ta phải hy sinh thôi. Buổi học của chúng ta bắt đầu. Và các em nhớ nhấn like để giúp thầy có tiền mua lại cái nhà mới nha mấy đứa. Và cuối cùng thầy đã bán nhà để đầu tư một phòng tập gym free cho các em học sinh yêu dấu của mình. Trong phòng tập này có rất là nhiều thiết bị đến từ tương lai mà chỉ có Doraemon mới mua được ở thế kỷ 22 thôi. Những thiết bị này vô cùng xịn sò giúp chúng ta có thể tăng cường sức khỏe và mau được 6 múi. Những sản phẩm nhập khẩu chính hãng Trung Quốc nên rất là xịn sò. Hello và thầy chào mừng tất cả các em đã đến với phòng tập Trứng Cút. Và hôm nay thầy đã bán nhà và xây phòng tập free cho mấy đứa như thầy đã nói. Mấy em có biết cái phòng tập gym này để làm gì không? Thì cái phòng tập gym để tập gym chứ không lẽ vô nhảy hít hết thầy. Thì đúng rồi, thầy đâu có nói gì đâu. Nhưng mà cái thằng da đen thích thể hiện đâu rồi mấy đứa? Ma xương đen hả thầy? Kìa, nó thằng kia nó đang chọc gái hơn kia kìa. Nè ha, mấy em nhìn một lần thôi nha. Chỉ làm một lần duy nhất cho mấy em xem thôi nha. Nè, cánh tay anh à. Đó. Nói với anh nó cũng bình thường à. Trời, thầy nhìn kìa nó đang chọc gái hơn kia kìa thầy. À, cái thằng này nó quá đáng lắm luôn á, nó ỷ nó có 6 múi nó chọc hết gái của mấy đứa rồi kìa. Thế em hãy cố gắng tập. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức, cố lòng hết sức. Không những tập để có body 6 múi đẹp đẽ mà các em sẽ có một phần thưởng ở phía kia, đó là củ cà rốt vàng 24k và 3 giải nhất nhì ba dành cho 3 bạn có body đẹp nhất. Nào con chân chờ gì nữa mà không tập ngay đi. Để có body 6 múi giống như nó thì mình sẽ tập giống như nó luôn. Mình sẽ khiêng tạ cho mọi người xem. Mình sẽ khiêng những cục tạ nặng nhất từ dưới điểm lên. Phải cục này mới đúng nè. Hey, trời ơi, hey, ui, nặng dữ vậy. Ui, à, mình đã có 6 múi rồi. Mình đã có cái này làm như thầy, cái này xài sao thầy? Kệ
em, em muốn làm gì cũng được trơn á. Dạ dạ em hiểu rồi thầy. Đó bây giờ em chui qua nè, đó ghê chưa, em biết chui qua luôn nè, thầy thấy ghê chưa? Trời ơi, tự nhiên chui qua đó làm cái gì? Hay bây giờ em làm người dơi nè, thầy em làm người dơi nè. Thế ghê chưa, ghê chưa? Mình thì mình không có tay nên mình sẽ tập những bài tập nào liên quan tới tay của lộn, liên quan tới chân của mình để được sáu múi và chân khỏe hơn. Mình sẽ tập bài tập này. Ê, đó mọi người thấy mình đẩy khỏe không, mình đẩy mạnh không, đó mọi người nhìn đi. Ủa cái máy này làm gì trời, không lẽ để gác chân vậy thôi, chừng nào được sáu múi như nó trời. Trời ơi mấy đứa tập kiểu này có đi bán múi chứ sáu múi gì. Wow, cuối cùng cũng kiếm được cái máy bự bự để tập rồi, nhưng mà máy này giờ tập làm sao ta? À biết rồi nha, tưởng đâu mày làm khó được tao hả? Trời ơi, thêm thằng này nó tập cái kiểu gì đây? Gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn xuân thì. Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh, ngày nào còn hẹn hò với anh em, nói em thương anh. À, trời ơi, con đâm đớm bất hạnh mà, chắc khổ quá mà. Mình muốn chạy bộ thật là nhanh, mình muốn có sức mạnh của Flash. Đó, chạy vậy đi, đó, bây giờ mình tập nhẹ nhẹ vậy đi. Ủa sao mà chậm dữ trời. Trời ơi, cái máy này xem thường mình dữ người ta, sao chậm dữ hả? Không được, chỉnh lại mới được. Ê, sao tôi không lộn mà nó chậm vậy? Từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi, có gì từ từ nói bạn ơi. How are you? I'm fine, thank you. Ngủ sớm giờ đã, giờ tập game rồi, tập game rồi. À, ủa sao này nặng dữ trời. Ê, nặng, nặng ghê luôn á. Dạ. Trời ơi, bảy đứa đi tập game chắc về còn được hai đứa quá à. Mấy cái thằng ngu ngốc này á, một mình tao chấp hết. Tụi mày có tập suốt đời và mãi mãi cũng không bao giờ bằng được tao đâu. Mà tụi bay tập cái gì, cái thằng da đen kia mày quá đáng vừa phải thôi nha. Mày đừng có khinh thường người khác qua vẻ bề ngoài chứ, từ từ người tao biết tập thôi. Mày hãy đợi đấy, tao sẽ bự hơn mày. Đúng rồi đó, mày đừng có khinh thường tụi tao. Thời gian sẽ nói lên tất cả đó mày. Trời, tại anh mày không chịu tập thôi, anh mày mà tập là chín múi luôn á. Đó, mấy em đã thấy nó cười vô mặt mấy em chưa? Mấy em phải quyết tâm lên, phải bự hơn nó mới được. Có cố gắng sẽ có thành công. Một tuần sau. Tôi là ma chân trắng, tôi có một nguồn năng lượng rất là dồi dào. Tôi hành động bất chấp mọi sự khó khăn, mọi sự sợ hãi, lo lắng. Để vượt qua chính bản thân mình, phải tự đặt ra thử thách. Mình sẽ được 6 múi trong vòng 1 tháng sắp tới. Tôi là zombie, tôi hành động bất chấp sự khó khăn, bất chấp sự sợ hãi. Mục tiêu trong tháng này của tôi sẽ được 6 múi. Tôi hành động bất chấp khó khăn. Còn tôi là Bitman, tôi có niềm tin vào bản thân tôi rất là lớn. Mục tiêu của tôi sẽ được 6 múi như mọi người. Tôi hành động bất chấp sự khó khăn, bất chấp sự sợ hãi. Cố lên, 6 múi, cố lên. Hành động. Tôi là Enderman, tôi hành động gì kệ cha tôi, không có liên quan gì hết, đừng ghép nhạc đó vô. Nói cho các bạn nghe một điều, ở cái xã hội này á, ra sôi là phải bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít, thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi của này. Chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu. Ok luôn. Cố lên nào, thầy tin rằng các em sẽ làm được sớm thôi. 2 tháng sau. Với niềm tin và sự cố gắng, bây giờ mình đã được 6 múi rồi mọi người ơi. Mình có thể nâng được 2 cây tạ gần 1 tấn đó mọi người. Mọi người thấy thân hình của mình bây giờ như thế nào, có đẹp hay không? Cuối cùng thì mình đã thành công và mình có thể nâng được tạ nặng hơn gấp nhiều lần lúc mình mới vừa tập bằng một tay thôi đó mọi người. Không có gì khó nếu chúng ta biết cố gắng, anh em hãy cố gắng giống như mình nè. Mình đã được 6 múi rồi nè. Thấy mình có đẹp trai không? Mình đã thành công rồi mọi người ơi. Nhưng mà sao hôm nay cái này nhẹ dữ vậy ta? Phải tìm một cái gì đó nặng hơn mới được. Con này bây giờ đối với mình rất là nhẹ rồi. Vậy con này mày nghĩ như thế nào? Mày có cần không? Tao sẽ đưa cho mày. Cuối cùng mình đã có 6 múi rồi anh em à. Nhờ có sự tập luyện mà bây giờ mình đã có sức mạnh rất là khủng khiếp. Cảm thấy vui quá. Cho con này bay đi. Nè Enderman, nhận lấy nè. Ê, 6 múi cũng khổ nữa anh em à. Sau khi mình tập xong ở đây thì mình có một sức mạnh của đôi chân rất là khủng khiếp.
mình có thể chạy bộ với vận tốc cao rồi mọi người. Mọi người có biết mình đang chạy bao nhiêu km một giờ không? Đó là 3.000 km một giờ đó anh em à. Yeah, mình đã lấy được 1 km một giờ mà mình đã được 6 múi rồi anh em ơi. Anh em phải đi 6 múi chứ, mình đi về nha. Em thấy chưa, mấy đứa kia nó đâu làm được trò trống gì, có mình anh mới được 6 múi. Ủa, trời ơi, sao nhìn tụi bay khủng khiếp quá vậy? Zombie mày 6 múi rồi hả? À, trời ơi, Enderman cũng 6 múi luôn rồi hả? Ôi, hai đứa này trời ghê ơi. Tao nữa bà rồi ơi. Rồi bây giờ em có lời gì muốn nói với mấy bạn không? Em gái to lắm mà, bây giờ em gái tiếp đi. Hay giờ các bạn muốn nghe lời câu một mình tao chấp hơn. À, một mình tao thua hơn. Em biết lỗi rồi, mấy anh ơi tha cho em đi mà. Và sau đây là 5 khuôn mặt đã thành công trong việc tập gym và đã có cơ thể sáu múi hoặc là có sức mạnh phi thường. Bây giờ chúng ta cùng đến với bước chấm điểm để coi ai là giải nhất, ai là giải nhì, ai là giải ba nha mấy đứa. Đầu tiên là bạn Zombie. Để coi số điểm. 10, 10, 10, 10 và 10. Zombie đã được 40 điểm. Xin chúc mừng thí sinh Zombie. Tiếp theo sẽ là thí sinh Enderman. Và Enderman sẽ có số điểm như sau: 8, 8, 8 và 7,5. Đó là số điểm dành cho Enderman. Và tiếp theo là Ripper. Số điểm dành cho Ripper là 6, 6, 6 và 6. Xin chúc mừng Ripper. Và bây giờ là Ma Xương Trắng. Số điểm của Ma Xương Trắng sẽ là 10, 10, 10 và 9,5. Một gamer với body rất là đẹp. Và tới anh Bitman. Số điểm dành cho anh Bitman sẽ là 10, 10, 9,5 và 9,5. Xin chúc mừng bé heo tập tạ của lớp Master Cool. Và cuối cùng là bé Slam với số điểm là 1, 2, 3, 4. Và bây giờ là lúc trao giải cho ba bạn nhất nhì ba. Mời các em cùng hướng về sân khấu để trao giải. Và buổi học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi mấy đứa ơi. Mấy đứa thích bạn nào nhất thì nhớ để lại comment cho thầy biết nha. Bạn số 1, số 2 khi là số 3 khi là bạn nào thì nhớ để lại comment cho thầy biết. Nhấn like và đăng ký ủng hộ cho thầy nha. Tạm biệt mấy đứa. Còn riêng thầy á, thầy sẽ chọn thầy vì thầy rất là đẹp trai rồi.